Chỉ trong vòng một tuần, chiều cao của chiếc cọc tre để theo dõi những diễn biến của cồn cát ngoài khơi biển cửa đại này đã giảm từ 90cm xuống còn 30cm. Lo ngại đợt khảo sát tiếp theo, chiếc cọc này sẽ bị cát vùi lấp. Chiều ngày 4 tháng 5, đơn vị khảo sát đã phải đóng cọc bổ sung để có thể tiếp tục quan trắc trong những ngày tiếp theo. 26 tháng 4 là chúng tôi cạo quan trắc cái cọc chỗ 6 này là từ mực nước là ở cái vị trí cọc ở ngang mực nước và từ mặt cát lên tới đầu cọc là 90 phân. Hiện nay chúng tôi quay lại là sau một tuần quay lại là hiện nay là nó còn lại 30 phân và mực nước cách ra ngoài phía biển là 78. Không chỉ tại cọc số 6, nhiều vị trí cọc quan trắc tại cồn cát này cũng có những diễn biến bồi sói phức tạp với tốc độ bồi ngày càng nhanh hơn. Trong đó có vị trí cát bồi thêm khoảng 50 mét chỉ trong thời gian hơn một tháng. Phía đông nam đấy thì bây giờ là nó đã bồi ra thêm một khúc thì khoảng theo vừa đầu đo xong thì khoảng tới 50 mét. Thì còn các cái vị trí khác thì nó cũng có những cái biến độ nhất định. Thì có một số khu vực là cái cọc nó bị sói, nó bị mất, thì hiện tại là bên nhóm khảo sát cũng đã phục hồi lại để tiếp tục khảo sát trong tuần tiếp theo. Hướng của dòng mực nước nó cái bồi ấy, thì sóng nó có nhiều, chúng ta thấy là như vậy. Còn nhìn về cửa sông ở dưới hướng đông thì nói chung cũng có bồi, và hướng nam với phía bắc trên này cũng có bồi trên này. Còn về hướng nhìn về hồ ăn thì nói chung là một phần gì nó là sóng không có, thì nói chung là nó có một phần nó vơi đi. Theo đơn vị khảo sát, cần phải có thời gian đủ dài trải qua hai thời kỳ gió mùa đông bắc và gió mùa tây nam mới có thể đánh giá toàn diện sự phát triển, những diễn biến bồi sói cũng như đưa ra các giải pháp xử lý đối với cồn cát này.